Chào các bạn nha, đây là đường Ong Khách Đường ở tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay tôi đi con đường này, tôi đến cái chợ Cẩm Lệ. Trước đây là chợ Cẩm Lệ mà trừ là hình như là chợ Khách Trung mà. Để cho các bạn xem. Đây, phía phải tôi là nhà máy dệt Covina hồi xưa, đây là nhà máy dệt Phật Thọ hồi xưa, nhà Phật Thọ à, Phật Thọ trung tâm thương mại, nhà máy chứ còn nhà máy không có dệt. Đây, phía phải đây là con chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ. Còn đấy nữa là Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ à. Trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ. Đây là ngõ tư, tư cách mặt tháng 8. Đường Ông Bách Đường cách ngang là đường cách mạng tháng 8. Đường Ông Bách Đường các bạn đi thẳng cái ghe là ra tới cầu Cẩm Lệ, mà tao đây tới chỗ này là tôi hoặc tái đi vô chợ này, vô chợ đây xin ạ. Trước đây con chợ này nằm ở ngoài đường, không có đường này, mà trưởng giờ vô tao này. Đây, chờ. Chợ nó nằm ở đường nào đây các bạn? Chợ nằm ở đường Hoàng Xuân Hạng, Hoàng Xuân Hạng. Đây, chợ đây. Cẩm Lệ. Chợ Cẩm Lệ chứ phải chợ Khách Trung. Chợ Cẩm Lệ. Đây chợ Cẩm Lệ đây các bạn. Đây là chợ Cẩm Lệ các bạn nha. Rồi tôi chào vòng quanh cái chợ Cẩm Lệ để giới thiệu các bạn xem. Đây là đường Nguyễn Văn Thiên, đường Nguyễn Văn Thiên bên hông chợ Cẩm Lệ. Đây là bên hông mà
đây là đường gì? Đường Đạt Văn Ngữ. Đường Đạt Văn Ngữ. Bên hông chợ Cẩm Lệ. Đây là đường Hoàng Xuân Hãn, trước mặt chợ Cẩm Lệ. Đây là đường Nguyễn Văn Hiên. Hiên. Bên này là đường gì? Đây là đường Hồ Đắc. Phía sau chợ Hồ Đắc. Đây là sông Cẩm Lệ nè. Ngồi đây là sông Cẩm Lệ. Đây các bạn thấy sông Cẩm Lệ không? Đường đường phía dưới là đường đi Chí Loan, đường ven sông, đường ven sông là Tiên Sơn Chí Loan. Rồi tôi quăng vô đường này một phút nữa. Sạc mặt đẹp. Đây là đường Hồ Đắc Di. Đường này đi rồi vậy, đi hồi nãy rồi nè. Ngữ à, tôi đi quanh chợ Cẩm Lệ thật là kỹ đi để các bạn xem đây, đi hơi kỹ xí rồi đi thẳng tôi không quần nữa, thẳng qua bên này. Lê Văn Linh nè. Đây là đường gì? Đây là đường Phạm Tứ. Phạm Tứ à.
Đây không gì cơ, con này không có gì nữa biết. Để chào quan xem thử. À, khu trường học à. Tới qua con đường này là con đường Lương Đình Cổ. Đường này là đường gì? Đây đường gì đẹp ghê. Ngô Quyền à, trường tiểu học Ngô Quyền. Lương Đình Cổ. Bên kia là Đỗ Nổi các bạn kìa. Đây, Đỗ Nổi. Cầu Đỗ Nổi. Đây, đây là con đường ven sông. Đường ven sông, con đường Thăng Long này. Ven sông là Tiên Sơn, Tí Lo. Đường này là đường Thăng Long. Bên kia là Đỗ Nổi, bên trái là Đỗ Nổi. Rồi tôi tới cầu Cẩm Lệ là tôi kết thúc video các bạn. Rồi kết thúc video nha, hẹn các bạn video sau. Thôi chờ tôi đã dò quanh như chợ Cẩm Lệ và những con đường nha, đường xung quanh chợ Cẩm Lệ để chia sẻ các bạn xem rồi đây. Rồi kết thúc video. Đây là chợ Cẩm Lệ. À đây là cầu Cẩm Lệ. Đây, phía trước đây là cầu Cẩm Lệ đó. Đây cầu Cẩm Lệ. Video này kết thúc các bạn, video sau nè, xin chào.